Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu mỗi một vấn đề. Và chương trình này đáng lý được phát trực tiếp trên Facebook và được phát lại trên Youtube. Tuy nhiên trên Facebook của Phong thì có vấn đề, do đó Phong chưa có phát trực tiếp được. Đành cáo lỗi cùng tất cả các khán giả và phải phát lại trên Youtube. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và quý vị, trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay thì dựa trên một cái bản tin mới nhất vào ngày hôm nay để Phong có thể nói với quý vị chuyện gì xảy ra tại nước Mỹ giữa lúc mà cuộc chiến của Hamas và của Do Thái đang bắt đầu tới hồi căng thẳng, giữa lúc mà Quốc hội Hoa Kỳ, à, Đảng Cộng Hòa đã vừa đoàn kết chọn ra một Chủ tịch Hạ Viện là ông Mike Johnson. Thì quý vị, một vụ nổ súng đã diễn ra tại tiểu bang Maine, 22 người đã bị thiệt mạng kẻ bắn vẫn còn đang tại đào và cảnh sát vẫn đang truy lùng thì quý vị đây là cái vụ án à, gọi, tạm gọi theo kiểu Việt Nam là xả súng nhưng mà đây là một cái cuộc thảm sát lớn và câu chuyện này như thế nào và nó có mang cái ý nghĩa tác động như thế nào đối với xã hội và đối với cái nền chính trị của Hoa Kỳ có lẽ Phong sẽ làm cái bài thảo luận ngày hôm nay để quý vị hiểu rõ hơn tất cả những gì đang xảy ra tại nước Mỹ quý vị Lewiston ở tiểu bang Maine là một cái nơi đã có xảy ra vụ bắn và ít nhất 22 người đã bị thiệt mạng giữa lúc mà cuộc săn lùng người đàn ông này có tên là Robert Cox. Đây là hình quả của ông ta, kẻ xả súng này quý vị. Một vụ à, săn lùng được xem là à, toàn diện ở tiểu bang Maine sau khi mà có một cái vụ bắn ra người diễn ra ở hai vị trí trong một à, đêm ngày thứ tư và khiến ít nhất 22 người bị thiệt mạng, 30 người khác bị thương. Đài truyền hình Fox đã báo cáo như trên. <laughs> và cái ủy à, viên đặc trách về an toàn công cộng của tiểu bang men là Mike Struck đã lên tiếng vào tờ, à, trong một cái cuộc họp báo vào khuya và ngày hôm qua nói rằng các lực lượng công lực vẫn chưa xác nhận số lượng nạn nhân à, kể từ khi tình trạng đã xảy ra và tình trạng hiện nay vẫn còn đang trong à, vòng gọi là khá mơ hồ và cái chết sáng ngày thứ tư được biết là đã lên tới à, gần bằng cái vụ mà 29 vụ sát nhân trên toàn năm 2022 và trong lúc mà nghi can vẫn chưa được biết tên thì cảnh sát ở tại Lewiston đã xác nhận người đàn ông 40 tuổi có tên là Robert Car đến từ Bordon, mà bang men là người mà họ đang có hứng thú vào tối ngày thứ tư khi mà <laughs> họ bắt đầu phân tích à, cái dữ liệu về tất cả những cái à, đà những cái tin tức ở đây và trong đó thì đã, đài truyền hình Fox báo cáo và chỉ ra cho thấy là một viên chức cao cấp của giới công lực à, đã được cho phép và nói rằng ông Car có thể là người mà cảnh sát đang à, scan tức là đang uh, lục soát và họ đang uh, tìm kiếm trong giây phút này và FBI đã có thêm hàng chục nhân viên có mặt tại hiện trường trong vòng vài giờ qua để hỗ trợ cho các nhân viên công lực và lực lượng SWAT team tức là lực lượng mà À, à gọi là vũ trang của cảnh sát đã bắt đầu có mặt dưới mặt đất và đang được huy động và Kha tin rằng là một người đã từng nằm trong cái lực lượng trừ bị của Hoa Kỳ có trụ sở đặt tại Saco tiểu bang Man, theo tường trình cho biết và các giới chức rằng Kha không à, không nên tiếp cận ông này bởi vì ông ta đang có vũ trang bằng nguy hiểm nhân viên công lực đã lên tiếng à, và và nói rằng ông ông Robert Kha À, à, và sinh ngày 4 tháng 4 năm 1983 là người đàn ông mà có thể liên can tới cái vụ và bắn hàng người hàng loạt và trong đó à, à, họ nói rằng ông này là nguy hiểm và trên đây họ có hình ảnh ông ta đang cầm cái à, khẩu súng trường và tỉa vào người khác. Và quý vị, hai vụ xảy ra ở bang men là một à, xảy ra ở một cái à, gọi là Spark spare time re Reaction tức là một cái trung tâm giải trí ở đây và một cái quán bar and crew nằm ở đây tức là ông ta uh, thực hiện hai vụ uh, nổ súng này ở ngay tại cái uh, Lower của tiểu bang Maine và hiện nay thì uh, cảnh sát vẫn đang truy lùng ông này đó là cái bản tin mà chúng ta có được vậy thì trên bản đồ uh, tiểu bang Maine nằm ở đâu thì có lẽ là để cho khán giả bên ngoài hiểu hơn bởi vì có nhiều người nói là tiểu bang Maine họ cũng không biết đâu tiểu bang này nằm ở vùng cực đông bắc và giáp ranh với Canada quý vị đây là bản đồ của đất nước Hoa Kỳ thì quý vị tiểu bang men nằm ở đây ngay cái ngón tay tôi chỉ vô thì tôi rung vô cho quý vị thấy đây là tiểu bang men thì quý vị thấy là nó nằm giáp ranh với lại phía của Canada và Toronto của Canada thì nằm ở đây và nó nằm cũng gần New York quý vị Vermont ok <laughs> New Hampshire những tiểu bang này Massachusetts là nó nằm gần đây thì tiểu bang men nằm ở khu vực này nha quý vị đây là cái tiểu bang được xem là nằm ở vùng gọi là cực đông bắc luôn của Hoa Kỳ đó là cái tiểu bang mà đã xảy ra cái vụ nổ súng ở cái tỉnh lẻ gọi là Lewiston và 22 người đã bị thiệt mạng. Số người chết vào tối ngày hôm qua nó tương đương với tổng số các vụ sát nhân tại tiểu bang Maine là 29 vụ trong trọn năm 2022. Và hiện nay thì hung thủ vẫn chưa bắt được. Và hung thủ được mô tả là một người đã từng phục vụ trong vai trò là lực lượng trừ bị của lục quân. Amy Rizel, tức là lực lượng trừ bị của lục quân. Là ông ta đã có một cái background là binh sĩ là lính đã được huấn luyện về uh, súng đạn rồi quý vị. Có nghĩa là cái vụ bắn này tôi không biết là nó chúng ta cũng chưa biết cái động cơ thật sự nó là cái gì. Và ông ta thực hiện hai vụ bắn này. Một vụ là gì xảy ra ở cái bar Grill và một uh, vụ là xảy ra ở một cái trung tâm uh, giải trí recreation là một cái trung tâm giải trí ở ngoài trời, đại khái như vậy quý vị. Thứ nhất là họ bắt nguồn từ một quán bar. Thì có thể là do một cái sự xung đột nào đó ông ta bất mãn để mà nổ súng và gây ra cái vụ thảm sát này. Và đây là cái đầu tiên mà chúng ta nhìn vào. Tại vì nó bắt nguồn từ ban crew. Có thể là trong một cái quán, trong cái khu vực này có cái sự xô xát hay có một cái gì đó mà anh ta cảm thấy chướng mắt. Và có thể anh ta can dự vào những cái cuộc tranh cãi này trước khi vụ nổ súng bắt đầu. Và thứ hai là một người sống thầm lặng. Thầm lặng tôi nghĩ là không giao dịch, không liên cạn, không bạn bè, không có ai hết và tất cả mọi thứ đều chứa ở trong cái đầu của anh ta. Những sự phẫn uất vui buồn gì đó nó nằm trong cái đầu của anh ta. Và có lẽ là có những cái sự phẫn uất nào đó về mặt xã hội hay là về cái cộng đồng xung quanh anh ta sống và nó dồn nén khá nhiều khiến cho anh ta nổ súng. Đó là điều thứ hai. Thì thế này Phong chỉ phân tích trên cái tính cách gọi là sơ khởi của cái vụ án này và nó tác động như thế nào vào xã hội Hoa Kỳ thôi. Quý vị, thì đó là cả hai cái cái thứ hai và cái thứ ba có thể có thể là anh ta đi tới một cái suy nghĩ cực đoan nào đó anh ta đi tới một cái suy nghĩ cực đoan nào đó về mặt xã hội chưa biết anh ta thuộc phe nào phái nào và như thế nào và cuối cùng thì anh ta đem cái nỗi phẫn uất và cực đoan này đổ đầu đổ lên đầu của những người vô tội 22 người đã bị thiệt mạng quý vị tổng số vụ sát nhân của các vụ uh, sát nhân ở tại tiểu bang Maine là 29 vụ một mình anh ta không là anh ta đã nuốt luôn 22 cái nhân mạng rồi thì quý vị vụ án này sẽ bùng lên một cái gì nó sẽ bùng lên một cái phong trào kiểm soát súng đạn nữa và nó nằm trong tôi gọi là cái uh, cái uh, gọi là president election circle tức là một cái vòng bầu cử tổng thống cứ mỗi một lần mà bầu cử tổng thống thì quý vị chúng ta lại chứng kiến những vụ giết người hàng loạt xảy ra cứ tới mùa bầu tổng thống hoặc là nhiều khi đôi lúc nó xảy ra ngay cuộc bầu cử giữa mùa luôn tức là tới cái vòng bầu cử là quý vị sẽ thấy những vụ xả súng này xảy ra và kế tiếp là cái gì quý vị kế tiếp là những lời kêu gọi là kiểm soát súng đạn tăng cường cái việc mà gọi là sở hữu gọi là làm khó dễ trong vấn đề sở hữu súng đạn thì quý vị đây sẽ là một trong những cái chiêu bài tranh cử của đảng dân chủ mà tôi đã từng nói trong mấy cái livestream trước rồi cứ mỗi một mùa tranh cử tổng thống thì đảng dân chủ chỉ có mấy cái chiêu bài lặp đi lặp lại trong suốt nhiều năm nay thứ nhất là họ sử dụng các cái vụ à, nổ súng này để mà có cái cớ kích động một cái à, phong trào bài súng tức là xóa bỏ cái tu chính án số 2 của hoa kỳ điều này họ đã làm suốt mấy chục năm rồi chưa thành công cùng lắm chỉ làm khó thôi tức là ra được một số những cái luật lệ gây khó khăn cho người sở hữu vũ khí thôi chứ họ không có xóa được cái tu chính án số 2 điều thứ hai là họ làm là khơi dậy cái lòng thù hận giữa da trắng và da đen đặc biệt là họ khơi dậy cái lòng thù hận của người da đen nhất là những cái vụ mà cảnh sát trấn áp người dân hay là trấn áp tội phạm quý vị nó dễ dễ dàng biến thành một cái uh, mà một cái vụ nổ lớn trên toàn quốc và giấy động tất cả các cuộc biểu tình bạo động trên toàn quốc là nó khơi dậy cái lòng thù hận của người da đen và mặc cảm của người da đen với người da trắng. Thì quý vị, tới mùa bầu cử thì những vấn đề này, những vấn đề này sẽ được khơi dậy. Và chính đảng Dân Chủ và giới truyền thông sẽ đào sâu những vụ này để biến nó thành một vấn đề chính trị. Đây là cách mà đảng Dân Chủ làm. Và thứ ba, là cái vấn đề liên quan tới quyền phụ nữ. Thì quý vị nói là quyền phụ nữ, nhưng thực tế, thực tế là nó, họ muốn thúc đẩy một cái phong trào hợp pháp hóa phá thai. Để nhưng mà họ che đậy bằng cái là nữ quyền, phong trào tranh đấu cho nữ quyền và họ dùng cái uh, phong trào tranh đấu cho nữ quyền này để mà tìm cách uh, can thiệp cho vấn đề phá thai. Bởi vì vấn đề phá thai này hầu hết 80%, 90% ngân sách phá thai đến từ chính phủ, không phải đến từ cá nhân. Hầu hết các cái dịch vụ phá thai ở trên toàn quốc đều là tìm đủ mọi cách để mà can thiệp để có được cái nguồn tài chánh cung cấp cho họ. Tức là người phụ nữ đi phá thai thì cái dịch vụ phá thai này quý vị tiền trả cho họ là từ cái ngân sách của chính phủ. Thì quý vị đây là những cái đề tài Luôn lặp đi lặp lại trong cái vòng bầu cử tại Hoa Kỳ Hai năm một lần hay là bốn năm bầu tổng thống một lần Thì những vụ này lại dấy lên Những vụ này lại dấy lên Và chính bản thân của tôi Điều thứ tư là vấn đề di trú Chính bản thân của tôi nhiều năm trước đây Thì quý vị từ thập niên 90 Mình cũng đã được gieo rắc trong đầu bởi đảng Dân Chủ Và những à, tay làm truyền thông khuyên tả là bảo vệ cho cái quyền lợi của di dân bất hợp pháp Là bảo vệ cho quyền lợi của mình Tại chúng ta đều là những di dân Và đến từ nước khác tới Cho nên nó bảo vệ được cái uh, di dân lậu ở Mỹ Thì mình cũng bảo vệ được những uh, người Việt Nam đã, Đang tìm cách định cư tại Hoa Kỳ Và chính cái lối tuyên truyền này Trong suốt thập niên 90 Đôi lúc tôi cũng nghĩ đúng Mình phải bảo vệ cho quyền lợi của uh, sắc dân mình chứ và sắc dân mình toàn là di dân không à thì quý vị chúng ta đã bị che che đậy bởi điều này do đó nhiều người Việt Nam vẫn có khuynh hướng bảo vệ cho di dân bất hợp pháp và là từ giai đoạn này từ giai đoạn của Bill Clinton thì nhưng mà quý vị nhưng mà khi nhìn kỹ lại thì chúng ta sẽ thấy được đó là sự bịp bợm đó là một cái sự bịp bợm để mà thúc đẩy những cái chủ trương nghị trình của đảng dân chủ tại sao tôi gọi là bịp bợm Giữa tập niên 90 thì chúng ta không có người nào từ trại tị nạn qua cả. Và dù ở trại tị nạn qua thì nó qua một cách hợp pháp. Họ qua đây một cách hợp pháp đi bằng máy bay và được sự chấp thuận của Sở Di trú Hoa Kỳ. Phần còn lại giữa tập niên 90 là những người đi tị nạn theo cái diện HO, tức là Human Operation là một cái uh, chương trình mà chính phủ Hoa Kỳ đã can thiệp với cộng sản để cho gia đình của các quân cán chính Việt Nam Cộng hòa học tập trên 3 năm được tái định cư tại Hoa Kỳ. Tức là chúng ta đi trực tiếp bằng máy bay và đi một cách chính thức bằng con đường mà được chấp thuận bởi chính phủ Hoa Kỳ. Đa số người Việt Nam ở đây không phải là di dân lậu. Nhưng mà quý vị đám dân chủ thông qua một số những kẻ ta, gọi là đi theo đảng dân chủ đã truyền bá trong cộng đồng thậm chí cái việc cách đây mấy năm khi mà xảy ra cái cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, Tyler Dịp một phó thị trưởng và lúc đó là dân biểu của hạ viện đó, à, của California đó cũng viết lá thư phản đối chính sách về di trú của ông Trump. Tôi hỏi Ủa chính sách di trú này mắc mớ tới cộng đồng mình? Nó nói là vì có một số người Việt Nam chúng ta đang định cư nó No, cái chương trình tị nạn đã chấm dứt từ mấy chục năm nay rồi Bây giờ thành phần còn lại chỗ ở ẩn trốn trong cộng đồng là thành phần di dân lậu Nó không đi hợp pháp giống như em với anh Em đi hợp pháp, anh đi hợp pháp Do đó quý vị, đây là những cái đề tài mà đảng Dân Chủ vẫn thường moi lên để mà tìm cả tìm kiếm lá phiếu của những cộng đồng thiểu số. Tìm kiếm lá phiếu của những cộng đồng đó cho nên thứ nhất là bạo động về súng đạn. Thứ hai là cái thù hận của một thiểu số người da đen nhắm vào người da trắng để kích động các cuộc biểu tình bạo động trên toàn quốc. Thứ ba, lợi dụng cái phong trào nữ quyền và tìm cách gọi là can thiệp để mà giúp cho phụ nữ có quyền phá thai với ngân sách của chính phủ. Thứ tư là vấn đề di dân. Đây là bốn cái vấn đề mà đảng Dân Chủ luôn tìm đủ mọi cách để là lấy lá phiếu của người dân. Trong mỗi một mùa tổng thống, do đó quý vị, tới cái mùa bầu cử tổng thống thì tất cả đều được kích động lên hết. Và bây giờ quý vị thấy vụ bắn ở tại tiểu bang Maine ngày hôm nay, 22 người bị thiệt mạng, trên 30 người bị thương. Thì quý vị, chúng ta chưa biết được mục đích của hung thủ và bây giờ giới chức ở tây bang men họ chỉ biết được cái tên là robert cox đây chỉ là cái tên đầu tiên và chỉ biết rằng anh ta từng phục vụ trong cái vai trò là binh sĩ trừ bị của lục quân đó là những thông tin mà chúng ta biết được còn động cơ của anh ta như thế nào chúng ta đều chưa biết nhưng mà trong những ngày sắp tới quý vị sẽ chứng kiến điều gì những công ty truyền thông sẽ bắt đầu đi đào sâu về mối quan hệ của robert cox với những người hàng xóm xung quanh với những thân nhân để cho những người này bắt đầu nói ra về robot car là ai con người như thế nào và à, có cái lối suy nghĩ ra sao đại khái họ sẽ theo dệt thành một câu chuyện để bán cho độc giả của họ và những sự theo dệt này sẽ bùng phát lên một cái à, chiến dịch gọi là kiểm soát súng đạn thì quý vị đây là những cái chiêu trò họ vẫn sử dụng và quý vị cho tôi biết đi Tất cả những cái vụ nổ súng ở Hoa Kỳ Hầu hết đều xảy ra dưới tiểu bang do đảng Dân Chủ quản trị Mà họ chính là những kẻ siết về luật súng đạn Từ California tới New York Liên tục ra những luật siết chặt về súng đạn Nhưng tại sao vẫn có súng đạn nằm ở đó Và vẫn xảy ra những vụ nổ súng Quý vị, vụ thảm sát ở tại tiểu bang Maine Đó chỉ là cái diện mà thôi bây giờ quý vị đếm cho tôi nghe mỗi một cuối tuần mỗi một ngày ở tại Chicago ở tại Washington DC có bao nhiêu vụ sát nhân mỗi một ngày nha quý vị tôi không nói là mỗi tuần nữa. gần như là báo chí truyền thông không dám không không đề cập tới mỗi một ngày ở Chicago trung bình đó quý vị một tuần mà cộng lại một trăm mấy chục vụ nổ súng và ít nhất cũng có vài chục người chết ở Chicago đó. Rồi quý vị, ở ngay tại thủ đô của nước Mỹ, Washington DC. Kể từ khi mà toàn bộ cái hội đồng thành phố này, 11 người, cộng luôn cả thị trưởng, đều là thành viên của đảng Dân Chủ, thì trộm cắp tăng cao, đập xe tăng cao và các vụ sát nhân lên cao nhất chưa từng có. Quý vị, nó xảy ra ở những tiểu bang siết chặt luật súng đạn nhưng nó sẽ không xảy ra ở những tiểu bang khác. Những tiểu bang mà mua cây súng còn dễ hơn cả là quý vị mua chiếc xe nữa. Đưa cái driving license vô, kiểm tra lại lịch một chút là có là có cây súng này. Bây giờ nó bắt là phải kiểm tra lại lịch ngày xưa đó quý vị. Từ Tennessee qua tới uh, Texas cho tới uh, Louisiana đó quý vị. Đưa cái driving license vô một cái là xong. Là có thể mang cái súng về nhà. Bây giờ thì cái luật nó khó hơn. Hai ba tuần, bốn tuần thì súng mới được gửi về nhà. Hay là súng mới được chuyển tới cho mình hoặc là mình tới mình lấy sau khi kiểm tra lại lịch. Thì quý vị, ở những tiểu bang này mua súng rất là dễ. Nhưng tại sao nó không xảy ra những cái vụ bạo động xả súng như vậy? Mà nó chỉ xảy ra ở những thành phố lớn, những cái đô thị lớn. Quý vị, nếu mà đếm trên đầu ngón tay, Chicago là nơi có mức độ sát nhân cao nhất. Washington DC đứng hàng thứ nhì. San Francisco đứng hàng thứ ba. New York đứng hàng thứ tư. Và Los Angeles đứng hàng thứ năm. Houston đứng hàng thứ sáu. Houston nằm trong một cái tiểu bang màu đỏ. Nhưng toàn bộ thành phố Houston được quản trị bởi đảng Dân Chủ. Thì quý vị, những nơi này là những nơi thường xuyên có cướp bóc, đập phá. Rồi có những cái hành động gọi là mà chúng ta đã chứng kiến trong thời gian qua. Và quý vị, đây chính là những cái mà đã Nhân Chủ không bao giờ nói tới và những công ty truyền thông không bao giờ nhắc tới. Có khi nào mà quý vị thấy CNN mỗi ngày đưa tin về số lượng người bị sát nhân ở tại Chicago không? Không có. Lâu lâu có vụ nổ lớn nó mới sen vào thôi. Lâu lâu có vụ nổ lớn nó mới sen vào thôi. Hoặc là cái vụ vừa là tối ngày hôm qua ở tiểu bang Maine là bắt đầu nhảy vào khai thác. Thì quý vị, Tôi nói đây là cái vòng bạo động đẫm máu mỗi một mùa bầu cử tổng thống. Cứ tới mùa bầu cử tổng thống là quý vị sẽ thấy những vụ mà gọi là bắn người như vậy sẽ xảy ra. Bây giờ mới khởi đầu thôi. Hôm nay mới là cuối tháng 10 thôi quý vị. Còn tới 13 tháng nữa. Ít nhất là 12 tháng nữa. Mới tới cuộc bầu cử. Thì từ đây cho tới đó là còn 12 tháng. Thì quý vị sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu quý vị sẽ không biết chuyện gì xảy ra đâu nhất là cái cửa biên giới mở rộng ra những cái ma túy những cái đường dây buôn người đã đưa những tên khủng bố đang nằm ở trong cái lãnh thổ hoa kỳ này nó đang nằm để nó chờ thời hoặc đang sắp xếp những cuộc tấn công nó sẽ bùng phát trong giai đoạn tới và chúng tôi sống ở mỹ mấy, mấy chục năm rồi chúng ta đã chứng kiến được tất cả những cái biến cố này qua từng giai đoạn và có nhiều người vẫn không hiểu được vẫn bị kích động, tràn xuống đường biểu tình, đập phá, đốt phá. Sau mỗi một cái vụ nổ súng hay sau mỗi cái vụ mà cảnh sát sử dụng cái quyền lực, cái vũ lực quá tay với lại những tên tội phạm. Thì quý vị, nó lại bùng phát. Bây giờ mới chỉ là vụ nổ súng thôi. Vài bữa nữa, vô tình một ông cảnh sát da trắng nào <laughs> bắn một ông tội phạm da đen hay là có những hành động vũ lực quá tay với một ông tội phạm da đen. Thì quý vị, nó lại bùng phát lại cái chủ nghĩa thù ghét này. Và anh lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong mỗi mùa bầu cử, nhất là bầu cử tổng thống. Thì quý vị, quý vị sẽ thấy những chuyện này xảy ra. Thì quý vị, cái vòng lẫn quẩn này, tôi không biết nó đến từ đâu, nó có động cơ gì hay là nó xảy ra một cách ngẫu nhiên. Nhưng mà nó xảy ra trong mỗi mùa bầu, mùa bầu cử để tác động về mặt chính trị. Nhưng mà giống như tôi nói, quý vị, ví dụ tôi đang ở Los ở California mà bây giờ xảy ra tuốt ở tiểu bang men, tức là tôi ở cực tây nam, vụ bắn này xảy ra đông bắc. Thì nó làm cho người bên ngoài người không hiểu chuyện ở bên ngoài nước Mỹ nhìn vào. Nó chờ ơi Phong ơi. Mới nổ súng á mày có sao không? cái vị, nó giống như một cái nước khác vậy. Từ ở cái vị nhìn tôi mở cái bản đồ lên cho quý vị coi nè. Ok. Tôi là ở khu vực của sen giữa San và Los Angeles đi, tức là Orange County tôi nằm giữa đi. Còn này nó xảy ra tốt ở tiểu bang men Tức là chúng tôi ở cực Tây Nam Còn chuyện xảy ra ở cực Đông Bắc Thì quý vị nó cũng giống như là Quý vị đi qua những cái quốc gia <laughs> Đây là những cái quốc gia này nè <laughs> Tức là vụ nổ súng này Trên nguyên tắc nó xảy ra tại nước Mỹ Nhưng mà nó không ảnh hưởng nhiều <laughs> Cái cuộc sống của người dân Mỹ Tại vì nước Mỹ rất rất rộng lớn Mỗi tiểu bang nó giống như một quốc gia Thì quý vị thấy từ hướng này qua hướng này nó còn xa hơn cả từ Hà Nội mà quý vị bay xuống Thái Lan tôi đã không nói ở Sài Gòn nha Sài Gòn bay qua Thái Lan còn gần tốt ở phía Bắc từ Hà Nội bay qua Thái Lan từ Hà Nội bay qua Malaysia đoạn đường đó đó quý vị nó còn xa hơn ở cái chỗ của tôi nó còn gần hơn cái chỗ mà từ ở nhà ở cái chỗ của tôi mà bay qua tới tiểu bang Maine tại vì cái thời gian bay là 5 tiếng rưỡi đồng hồ nếu bay trực tiếp ít nhất là 5 tiếng rưỡi tới 6 tiếng. Thì các vị nghĩ đi, từ Hà Nội mà bay xuống Thái Lan mấy tiếng? Từ Đài Loan bay qua Hà Nội là mấy tiếng? Từ Đài Loan bay qua Sài Gòn là mấy tiếng? 3 tiếng. 3 tiếng hơn. Còn cái này các vị, cái đoạn đường mà từ ở Los Angeles của tôi mà bay qua từ Bang Man đó, 5 tiếng rưỡi. Thì các vị, do đó, nhiều người ở bên ngoài cứ nghĩ rằng là nổ à, xả súng này thân nhân mình mà đó có sao không cái việc nó xa lắm nó giống như một quốc gia khác vậy đó nó không có ảnh hưởng và cái điều chính cái điều chính mà tôi nghĩ rằng những vụ xả súng này à, những vụ nổ súng này vẫn tiếp tục nếu như cái hệ thống giáo dục ở các tiểu bang màu xanh không thay đổi họ luôn mang cái hình ảnh xấu xa của cây súng nhét vào đầu mấy đứa nhỏ và những cái hình ảnh gọi là chết chóc về cây súng nhét vào đầu mấy đứa nhỏ. Chính điều này, những kẻ trưởng thành sau này, ông chàng này là sinh năm 1983 đó quý vị, Robert Carr này sinh năm 1983 đó. Tức là những kẻ này, họ trưởng thành trong cái môi trường là khi nhìn tới cây súng, họ nhìn tới quyền lực. Có thể lấy mạng người khác một cách rất dễ dàng. Nó trở thành một cái thứ quyền lực bởi những kẻ sống trong những cái tiểu bang do đảng Dân Chủ quản trị và biến cái hình ảnh cây súng trở thành một cái gì đó gớm ghiếc, trở thành một cái gì đó ghê gớm lắm và có thể tạo quyền lực cho con người. Nhưng mà nếu như quý vị để cho con em sống ở những tiểu bang như là Texas, uh, Louisiana hay là ở những cái tiểu bang như là North Carolina, South Carolina đó quý vị. Thì nó khác. Hay là Tennessee đó. Lý do là bởi vì mấy đứa nhỏ ở đây đó 10 tuổi, 11 tuổi là thân phụ dắt vào rừng tập đi săn tập làm quen với cây súng rồi và tập chịu trách nhiệm với cây súng rồi cho nên những đứa nhỏ mà trưởng thành ở những cái khu vực này đó nó biết được trách nhiệm của cây súng như thế nào nó biết được trách nhiệm của nhân mạng như thế nào nó không nổ súng ẩu nó không có nổ súng ẩu <laughs> bởi vì nó được nó được rèn luyện từ nhỏ nó biết được, nó ý thức được khi nhấn cây cò súng như thế nào. Nó không có cảm giác quyền lực khi nó cầm cây súng trên tay. Mà nó cầm cây súng trên tay với một cái tinh thần tự vệ thôi. Với một cái tinh thần tự vệ thôi. Ngay cả cái vị, tôi từng chứng kiến một ông Mỹ cựu quân nhân Việt Nam. Khi mà ổng dẫn đứa cháu của ổng vào rừng săn mà có tôi đi đó. Khi mà phát hiện ra con heo rừng đó. Để mà bắn á quý vị thì ổng chạy dạy cho đứa nhỏ ngắm trong cái uh, microscope thì khi mà tất cả mọi thứ sẵn sàng á ổng nhắc một câu con phải nhớ khi con nhấn cái cò này con sẽ lấy đi một một uh, sinh mạng bất kể sinh mạng đó là sinh mạng của một con animal một con thú hay là một con người Còn khi con bấm cái cò này là con sẽ lấy đi một sinh mạng cho nên con khi con bắn con phải suy nghĩ kỹ thì quý vị, chính ông dạy cho đứa cháu tuổi tiên 16 17 tuổi. Thì quý vị thấy rõ ràng là những người ở những tiểu bang này đó quý vị, họ làm chủ cây súng rất dễ dàng. Nhưng mà họ ý thức được khi nhấn cây cò súng. Còn những kẻ sống ở những cái tiểu bang Blue State cả đời chưa có cây súng. Cho nên khi đụng tới cây súng, nó cảm thấy có quyền lực. Thậm chí là những cái những uh... tôi đã từng gặp một số những cậu bé da trắng ở những tiểu bang này. Những cậu bé da trắng ở những tiểu bang này mà đi cảnh sát. Thì quý vị, cái mục tiêu đi cảnh sát không thôi á là mình thấy đổ mồ hôi hột rồi. Cậu nói sao biết không quý vị? Ở Mỹ này á có hai vụ bắn người thôi. Một là đầu trộm đuôi cướp. Hai là cảnh sát. Một bên hợp pháp và một bên bất hợp pháp. Thì tôi đi cảnh sát là bởi vì tôi được cái quyền bắn người hợp pháp quý vị nó truyền bá vào đầu của những đứa nhỏ như vậy luôn đó tức là nó cảm thấy quyền lực ở cây súng nó chơi cây súng nó thấy cây súng là nó thấy có quyền lực rồi nhưng mà bây giờ bắn người làm sao mà không bị tù bắn người hợp pháp thì chỉ có làm cảnh sát mới bắn người hợp pháp thôi còn làm du đảng hay là làm băng đảng đường phố bắn người là sẽ bị à, quy vào tội sát nhân thì quý vị nó cấy vào đầu những đứa nhỏ trong trong đầu như vậy thì làm sao mà không có những cái vụ nổ súng này đây. Làm sao không có vụ nổ súng này đây? Do đó, những cái vụ mà gọi là nổ súng này nó xuất phát từ những cái nền giáo dục ở các cấp. Và thứ hai là nó vẽ lên cái hình ảnh quá xấu xa của cây súng và đầy quyền lực của cây súng. Nó làm cho những đứa trẻ sinh sống ở những cái tiểu bang này trở nên ảo tưởng và đây chính là cái roof của vấn đề. Cây súng không giết người. Kẻ sử dụng súng giết người. Thì quý vị, do đó, bây giờ mà có xảy ra những cái vụ này, thì nó lại ồn ào lên để kiểm soát vũ khí thôi. Nhưng mà kết quả quý vị, họ chưa bao giờ thành công cả. Tu chính án số 1, tu chính án số 2 không sửa lấy được một chữ. Nó chặt chẽ tới mức như vậy. Do đó, nếu đứng từ bên ngoài nhìn, quý vị đừng có nghĩ rằng là ở Mỹ này nổ súng quá nhiều bởi vì tự do súng đạn. Tự do súng đạn nước nào cũng có. Không riêng gì nước Mỹ. Nhưng chẳng qua, chẳng qua nước Mỹ ghi vào cái bản hiến pháp mà thôi. Còn những nước khác thì không. Đó quý vị thấy ở Mexico họ có họ có tự do súng đạn không? Có. Ở Trung Mỹ, Nam Mỹ có không? Có. Ở Âu Châu có không? Có. Quý vị vẫn thấy người ta mua súng để nhà mà. Nhưng mà quý vị, ở Mỹ này chẳng qua là nó ghi vào trong bản hiến pháp cái quyền đó thôi, khác với những nước khác thôi. Cho nên người ta cảm thấy tự do súng đạn là như vậy. Do đó quý vị phải hiểu rõ và phải nhìn rõ, đừng nghĩ cây súng gây ra họa, thuốc nổ cũng gây ra họa, thuốc độc cũng gây ra họa, thậm chí lái xe ở ngoài đường tông vào đám đông cũng gây ra họa, bất kỳ cái gì cũng có thể trở thành vũ khí giết người nếu họ đã có ý định giết người. Do đó đừng đổ tội cho cây súng đừng đổ tội cho cái súng và cái này chẳng qua lại là những cái háp bình những cái câu chuyện biến cố nó xảy ra trong những cuộc bầu cử tổng thống trong những mùa bầu cử mà thôi rồi nó lại lắng chìm xuống tới mùa bầu cử nó lại bùng lên do đó nếu quý vị ở ngoài nhìn vào thì cứ nói là nước mỹ này xả súng nhiều nhưng thật sự quý vị nếu nhìn kỹ cái lộ trình đó quý vị sẽ thấy được điều gì quý vị sẽ thấy được tại sao nó có và lý do nào nó dẫn tới những chuyện này Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.